Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hàng năm rằm tháng 8 âm lịch, cả lớp chúng ta lại hân hoan đón lễ Trung thu cổ truyền. Trong những ngày này, chúng ta thường mua bánh Trung thu, trà và rượu để cúng tổ tiên. Đồng thời thì chúng ta có dịp về quê thăm ông bà bố mẹ. Chúng ta không thể bỏ qua những hộp bánh Trung thu ngon thượng hạng, kèm theo là những gói trà hoặc những giỏ hoa quả để tặng cho ông bà bố mẹ, cho những người thân yêu của chúng ta. Người Trung Hoa thường tổ chức múa rồng vào dịp Trung thu, còn người Việt múa sư tử hay múa lân. Con lân tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và là điểm lành cho mọi nhà. Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát chống quân trong dịp Tết Trung thu. Điệu hát chống quân theo nhịp ba thình thùng thình. Thưởng trà là một nét văn hóa vô cùng độc đáo của mỗi người dân Việt Nam cũng như là nhiều bạn bè trên thế giới. Vậy chúng ta làm thế nào để lựa chọn được một loại trà phù hợp với khẩu vị của từng người? Và đặc biệt là đối với những người lớn tuổi như ông bà bố mẹ của chúng ta thì có gu uống trà như thế nào? Đó là câu hỏi của rất nhiều du khách cũng như là của rất nhiều khách hàng đã đặt câu hỏi đến Trà Tiên Lầu. Và hôm nay Trà Tiên Lầu sẽ gợi ý cũng như là chia sẻ bật mí, bí quyết cho quý vị và các bạn biết để lựa chọn một món quà trà có hương vị đậm đà và phù hợp với ông bà bố mẹ của chúng ta. Thì khi đến với vùng đất Thái Nguyên có rất nhiều loại trà để chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Và một loại trà đậm đà mà được những người lớn tuổi tin dùng và được sử dụng nhiều nhất đó chính là trà móc câu. Trà móc câu thượng hạng của Trà Tiên Lầu được hái với tiêu chuẩn một tôm và 2 đến 3 lá lon liền kề để tạo lên thành phẩm trà. Đây là cái cánh trà sau khi sao xong sẽ cho ra được thành phẩm cánh rất là nhỏ, cong, xoăn và đen. Và tiếp theo là cái bã trà. Trà móc câu thượng hạng khi pha ra sẽ cho ra cái bã trà nó đều cánh, nó nhỏ. Và đây là cái nước trà móc câu. Nước trà móc câu chuẩn của Tân Cương thì sẽ cho ra màu vàng xanh sánh mật ong, hương cốm non. Khi chúng ta thưởng thức cái ly trà móc câu, chúng ta sẽ thấy có vị chát, vị đắng đậm đà ở đầu lưỡi, sau đó sẽ để lại cái vị độ ngọt hậu trong cổ họng. Khi quý khách hàng mua 1kg trà móc câu thượng hạng của Trà Tiên Lầu thì Trà Tiên Lầu có một ưu đãi đặc biệt là sẽ miễn phí ship toàn quốc. Mua 1kg là đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ nhận được 5 cái gói trà như vậy, mỗi gói trà 200g. Quý vị không thích hộp cầu kỳ thì Trà Tiên Lầu có những cái túi sách rất là sang trọng để chúng ta xách làm quà biếu tặng cho ông bà, bố mẹ. Ngoài ra, Trà Tiên Lầu còn có những mẫu hộp quà rất sang trọng và lịch sự. Vậy quý vị muốn mua những gói trà móc câu đậm đà tặng cho ông bà, bố mẹ hoặc là chúng ta mua về để cúng tổ tiên thì hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của Trà Tiên Lầu 0968 600 070 và 0982 111 070 để chúng ta được đặt hàng cũng như là lựa chọn cho mình những mẫu quà sang trọng nhất. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau video, quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho Trà Tiên Lầu.